Một cái sự cố hy hữu lại xảy ra khi mà Google lại đăng bài mỉa mai những cái sản phẩm tới từ Apple. Apple đầu tuần công bố những cái loạt sản phẩm mới bao gồm iPad Pro M2, iPad 10 và Apple TV 4K. CEO Tim Cook thì đăng một cái hashtag Take Note lên Twitter trước cái sự kiện để khách hàng thảo luận và đón chờ những cái sản phẩm. Được rồi, hẹn gặp lại. Take Note gửi đến người hâm mộ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Hãy nói tên đội bóng và chúng tôi sẽ giúp bạn tận hưởng giải đấu tốt hơn. Tài khoản Google Pixel US đăng dòng thông điệp đáp lại Tim Cook ở trên Twitter hôm 19 tháng 10. Nhiều người dùng mạng xã hội phát hiện rằng bài viết này được chia sẻ bằng iPhone thay vì điện thoại Pixel của Google. Dòng trạng thái này bị xóa và đăng lại ngay sau đó với thông báo cho thấy rằng nó được viết trên nền web máy tính. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà sản xuất mỉa mai Apple nhưng lại dùng sản phẩm iPhone để đăng tweet. Samsung là hãng gặp sự cố nhiều nhất, trong đó có vụ đại sứ thương hiệu quảng cáo Galaxy S bằng cách đăng bài trên Twitter từ iPhone. Nói chung ý, thì cái sức ảnh hưởng của những chiếc điện thoại iPhone nó rất là lớn. Và cái sự nhầm lẫn này không phải là chỉ 1-2 lần mà nó rất nhiều lần rồi các bạn ạ. Đừng quên follow Hoàng TikTok để theo dõi những video công nghệ mới nhất nhé.